Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Chào bà chú, bây giờ cha kêu con làm gì mà con cũng không biết nữa. Không biết phải không? Dạ. Đứng xếp hàng vô, xếp hàng vô. Đủ thành viên hết chưa? Dạ, chưa, còn thiếu bơ. Đúng rồi, phải, chắc chắn phải thiếu bơ. Tại vì mình chúng ta sẽ phải tạo bất ngờ cho bơ, tạo niềm vui bất ngờ cho bơ. Tại vì hôm nay sinh nhật bơ. Sắp tới sinh nhật bơ rồi. Hôm nay là 2 tháng 9 nhưng mà 5 tay tháng 9 là sinh nhật bơ. Cho nên bây giờ anh em chúng ta đã có mặt đông đủ rồi. Cho nên đi, anh em đi, chúng ta khẩu nói chà, khẩu nói đi, anh, đi, hả? Đi, anh em chúng ta phải đi mua bánh kem. Dạ, dạ, mà chú ý dạ, chứ không phải gì sức khỏe. Dạ, con thì tới chỗ bánh kem rồi, mà tới chết nơi tự nhiên sữa ngủ nên là mẹ phải ở trên canh sữa ngủ. Giờ con một mình ngư đi vô lựa bánh kem nha bà cô chú. À, chỗ bánh kem bữa mua cho bò phải không? Dạ. À, anh hai phải đầu đàn phải vậy chứ. Rồi, rồi bánh kem ngon nè, hỏi cô đâu rồi? Thôi cô, gặp lại cô. Mỗi về là gặp cô là mua cái bánh kem. Chọn bánh kem nào cho bé bơ á, thì mình chọn bánh kem cho nó bánh kem gái. Dạ, nữ. Nữ như tuổi hả? À, bơ 8 tuổi. 8 tuổi. Lại nhỏ thôi. Nhỏ bánh kem. Gọn gọn thôi em nhé. Con lựa cho em luôn đi. Cái này đi ha cha. Nhỏ quá à. Cái này. Cái này. Cho thấy là bánh kem trứng ở trong dễ ăn á. Cái này. À. Để cái này đi. Dạ, cái đó dễ ăn. Dạ, cái đó trứng đi. Dễ ăn. Dạ, ghi bếp. Chúc mừng nhật Pepper đi. Sinh nhật Pepper 8 Pepper. Tuổi. Chúc mừng sinh nhật Pepper 8 tuổi. À, 8 tuổi. Này trứng với trà bông ha. Dạ đúng rồi. Chúc mừng sinh nhật Pepper. Có mua quà gì cho em không? Không biết. Nay bất tử quá không biết nữa, không nhớ. Đây cô đâu có bán quà, đâu có bán bánh kem không? Thôi lì xì cho em ha. Ừ. Bây giờ bất tử đâu có biết mua. Lì xì cho em rồi em mua gì em mua. Xin cô cái cây đèn cầy số 8 là được rồi. Còn năm tay mới sinh nhật của bé bơ, nhưng mà sợ năm tay mình bận học rồi mình không có tổ chức sinh nhật cho em được, cho nên tổ chức sớm ha. Sữa sáng dậy sớm quá rồi cho nên giờ buồn ngủ, đi con xíu là lên xe là xíu ngủ rồi. Rồi, mũi nó chích con gà, mũi chích đó rồi ơi. Rồi cảm ơn cô, chào cô. Chào em gái. Giờ về xe thôi. Giờ về mình đi chợ mình mua đồ để nấu cơm chiều mình ăn ha. Em bà cô chú trong tối buổi tối. Con cầm luôn hay sao? Con cầm. Đưa mẹ cầm. Không cầm luôn em vẫn còn ngủ ha, thấy thương không? Rồi hồ hởi đi mua cho em mà giờ ngủ à, để phía sau hả? Con cầm cho con cầm phía trước đi. Rồi lên xe rồi đi chợ. Trời ơi, hả? Bơ đâu bơ vô trong rồi. Vậy thì tốt, bây giờ mình hành động thôi. Giờ mình hành động lên. Thông báo cả nhà, không có bán nhà tập hợp. Không báo cả nhà tập hợp. Cả nhà tập hợp lại. Ông bà nói. Hôm nay sinh nhật bơ, con mới mua cái bánh kem. Ừ, vô. Giờ không, để cho bơ biết. Bây giờ con vô trong, giấu cái bánh kem đi. Con bị mắc bơ lại cái 1, 2, 3. Chữ, phải chuẩn bị bánh kem sẵn rồi hả? Cũng đúng ha. Ừ, đúng rồi. Rồi mà ông bà nội ngồi đi. Bà nội, ngồi đẻ. Tắt đèn chưa vậy? Trời ơi. Chưa mà.
Đỡ khỏi thắt đèn cứng. Đèn nó tới thui hả? Mẹ mở lẹ. Con làm cái bánh nó ngã. Chào ông bà cô chú. Chào ông bà chú. Ừ. Ông nội chào ông bà cô chú. Rồi thì con đi. Để mẹ làm đi, con ra con vô kêu Mi rồi đi. Mi Khải. Mi. Mi đâu? Mi không có trống. Mi ơi. Nè mọi người, ra đây, trừ bơ, ra hết. Bò. Bò ra. Không, Mi, bơ ở trong đó một mình. Chị hồi nữa chị cho cái này. Kim, xong anh. Em phải ra đây. Đi 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 đi. Không. Rồi bịt mặt vô, bịt mặt ra luôn rồi sữa. Bịt mặt đi. Vậy. Bịt mặt bơ sữa. Đừng có tắt đèn nha. Từ đi nha. Đi nào. Đi bơ. Không thấy điều gì đúng không? Nè chị. Ông quẹt cho ông quẹt đi. Lẹ lẹ. Chưa. Chưa được mở mắt nha. Chưa nha. Bịt mắt lâu nha, bất ngờ đó. Chưa nha. Rồi mở mắt ra. 1, 2, 3, yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Rồi qua đây, qua đây anh hai nè. Anh hai với mẹ ngầm tất cả mọi người nè. Rồi bơ cầu nguyện đi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hỏi nữa. Oh, hay quá. Chúc bơ sinh nhật 8 tuổi thật là vui vẻ. Xinh đẹp nha. Học giỏi. Rồi. Chứ em quên cũng bị quà. Thôi đang chừng. Từ từ bà Húng. Rồi cảm ơn ông bà ngoại đi con. Cậu hai mở hai nè, cậu tư mở tư nè, Úc Thơ nè, rồi anh hai, rồi chị ba nè, rồi hai em tổ chức sinh nhật cho mình nè. Cảm ơn. Nó đo lên. Cảm ơn ngoại, bà ngoại. Cảm ơn ngoại, bà ngoại. Rồi cậu hai mở hai. To lên. Hai mở hai. Cậu tư mở tư. Rồi Úc Thơ. Anh hai Bin. Anh hai Bin. Chị sữa là tổ chức sự kiện này á. À. Em Mi à, anh hai Bo. Mi. Rồi bữa nay là tội nghiệp đúng không bà chú anh chị, tại vì là cô ba Dương ba là có em bé nhỏ đó. Cho nên là cô ba Dương ba là ở nhà. Cho nên là gửi hai bạn nhỏ là về nội ngoại chơi. Rồi hồi đợt trước là Bí Bo là tổ chức sinh nhật của Bí Bo. Rồi hôm nay là tới bơ cũng chưa tới ngày nữa. Ngày 5 tháng 9 2024 mới tới sinh nhật của bơ. Dạ nhưng mà hôm nay là mấy anh em đều có mặt đông đủ á. Cho nên tổ chức. Chứ ngày 5 tháng 9 là ai cũng đi học rồi không tổ chức. Rồi. Bây giờ con cắt bánh kem con mời cả gia nhà đi. Chị gỡ phụ ha. Bé bơ nè. Ừ. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Chú ngoại nhiều sức khỏe. Ông ngoại ngoại luôn hả? Ngoại chung. Rồi. Hồi nãy làm quá cái giờ mất số 8 rồi. Đọc chữ ai? Đọc chữ ai? Đọc lớn không có. Đọc đi bơ một hai và hai anh chị. Đọc thầm. Thôi con phải đọc lớn lên cho ông bà cô chú nghe. Đọc thầm xong bà cô chú nghe. Rồi. Còn ai nữa ông Thơ? Thơ nhanh vô. Cậu mơ hai bằng hai anh chị. Rồi Úc Thơ với Dương Úc. Rồi tới thêm Tư với chú Tư. Chú Tư đang quay clip. Hồi nay sửa đưa chưa giới thiệu gia đình mình là có ai nè. Dạ hôm nay có bà nội. Có ông nội, có Trang Hương, có Mẹ Ngọc, có Úc Thơ. Có Khải, có thêm Tư, có Bo, có anh Bình, có Bo. Người đặc biệt nhất là Bo còn. Và có con, còn chú Tư đang quay clip. Con vui không? Và có Mì. Con tặng cho Bo gì? Mình bỏ chung như mà thầy. Vui không? Lấy dĩa, lấy kéo lên cắt. Con dễ sinh nhật chị Bơ ha. Rồi con gì không ở đây nè. Con dễ, mi dễ sinh nhật chị Bơ, trái tim. Vui chưa? Giờ cao lên cho ông bà chú thấy nè. Trái tim. Ủa, chị Bơ đâu phải 9 tuổi đâu. Con dễ gì mi, con nói ngay kìa. Con dễ vậy? 9 tháng. Con dễ trái tim. Con dễ trái tim.
em chúc mừng anh Chính á. Anh Chính á. Giờ con cắt bánh đây. Mời cả nhà mình ăn nha. Con cho con nha. Này là gì ta? Này gì cũng được. Rồi vui chưa? Rồi hai gom đồ để cho con nè. Rồi đi cho nhà nội giống vậy. Cho con hai cái mượn cái điện thoại đi, ở đây đi. Tập hợp đông đủ thì con hai chụp hình cho. Rồi. Dạ. Con hai chụp hình. Con hai chụp hình con tư thì quay clip. Dạ hạnh phúc chưa? Bơ qua đi ngồi, mi qua đi ngồi sửa coi. Rồi vô. Ba ngồi gần cái ba nào nội kìa. Bà ngoại kìa. Rồi, để con hai khiêng ghế ra ngang cho đẹp nha. Được rồi, đó được rồi, đẹp rồi. Anh hai, giờ anh đi anh ấy. Rồi. Chụp hình nha, gửi hình gửi về cho cha mẹ nha. 3, 2, 1, tắm nữa nha. 3, 2, 1. Rồi, mi cao lên con. Mi đứng lên luôn ơi. Đứng lên chị sửa đi. Đứng lên chị sửa, đứng lên được. Rồi, hai bên đứng đi, đúng rồi. Rồi, đây giờ chịu khó kéo ghế ra luôn ha. Ôi trời. Đó, vậy đó. Rồi, cười lên, ai không cười xấu gắng chịu. Ai không cười lên, hồi kiểm hình là phạt 50 ngàn. Đúng, rồi, Út Thơ không thấy nè, nhìn anh hai nè. Út Thơ không thấy, Út Thơ. Khải ơi, nhìn đây nè, con hai nè, chú bác hai nè, hai, ba, này có Khải. Hai, ba. Hai, ba, từ từ nha. Chụp lại nữa nha, nó hơi bị mất nét. 2 3 2 3 vui chưa? Rồi rồi nè, chụp bơ cầm bánh kem lên đi nè, chụp cái đây nè, đứng lên bị chạy rồi, cho bơ đứng lên đi. Rồi đem dẹp con hai dẹp ra, rồi đứng cho tung tâm rồi đó. Rồi bơ qua đứng rồi bạn màu ngoại nè, bơ đứng được bạn ngoại nè. Rồi, Út Thơ qua gần đi. Rồi, đẹp chưa? Dạ, đó gia đình của Phương Dường nha, bà cô chú anh chị. Kệ nó con. Còn con qua đứng gần bà nội nè. Ra gần bà nội là đẹp nè. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Cho quấn bà nội con đẹp. Quấn bằng nội nè. Đứng gần mới được. Vậy sao thấy con? Rồi, chuẩn bị nha. 3 2 1 cười lên. 3 2 1 rồi rồi, còn hai chụp cho bơ cái nữa nè, để coi coi rồi rồi thôi, đứng đi, đứng ông bà ngoại đi, chụp với ông bà ngoại đi, rồi mấy đứng nít vô đi thôi rồi, mà rồi đứng lên bơ đi quá nè, mấy cháu vô, mấy cháu vô đi thôi lỗi. Hơi rối ha mọi chú chị. Dạ đó. Rồi bơ mi, mi đứng gần chị sửa. Mi mi từ thấp xuống sửa, thấp xuống chị sửa. Chị sửa ngồi lên, cứ ngồi đi. Đó, nguyên bày còn cháu luôn. Rồi đem dĩa ra đi Út ơi cho đẹp. Ra lên đường sửa. Con đứng dậy đi sửa, con đừng có ôm em. Con đứng bìa sữa hai đờ, rồi mi đứng lên luôn. Rồi đẹp, đẹp rồi. Rồi vậy đẹp rồi đó. Rồi đó đúng rồi đó. Mi cầm đó đi. Rồi. Mi để thấp xuống, mi nhỏ nè. Rồi, hơi hơi rồi, cười lên, cười lên. Hai bạn nhìn lên, hai bạn nhìn lên. Rồi, rồi bơ đứng đây, còn ai chụp cho một tấm riêng nè. Đó, phải có đủ độ đủ hình ảnh nhau không bác? Rồi đứng lên đó luôn đi. Đứng lên ghế luôn đi. Chụp cho cháu nó đi, tội nghiệp nó, nhà không có cha mẹ đi. Nó làm sinh nhật. Tội nghiệp. Đó, mấy đứa nhỏ này rồi. Né ra mi để con hai chơi, bác hai chụp cho chị đó. 2 3. Sao cha bị chéo hay gì? Không dính bánh kem. 2 3 rồi đứng đi. Rồi vô mi ơi. Mi ơi, cho mi đứng đây đi. Thôi đứng xuống dưới đi, đứng dưới đi. Hỏi trợ Út ơi. Hơi rối. Hơi cồng kềnh. Gửi về cho cha mẹ chắc mừng lắm à. Rồi mi đứng đây. Chị cầm cái này đi. Vậy chị cầm này.
My đứng vô nhanh lên còn hai chụp nè, để rồi bắt hai chụp nè, rồi 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 cắt bánh kem cả nhà cùng ăn nè. Rồi My đứng giữa đây. Rồi 3 2 1 cười lên 3 2 1 xinh xắn quá rồi. Rồi nhà có ba lần tiên nè, 3 cười lên 3 2 1 3 2 1 rồi 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 làm bánh kem rồi, cắt bánh kem cho mời ông bà ngoại ăn rồi vô. Hai trai hả? Ba thằng trai hả? Đủ kiểu hình hả bà ông bác? Đủ kiểu hình luôn à? Ừ. Gây dữ vậy. Lại đây sữa, lại đây sữa. Không chụp. Rồi chụp này. Thôi vô hai mấy đứa nít rồi, vô luôn. Sữa vô luôn đi. Mi vô luôn em ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Đó chụp hình không á, clip này clip chụp hình nè. Mi đứng đây đúng không? Ôm bánh kem đi, ôm bánh kem đi. Mi ơi. Cảm ơn chị cái mắt này ơi. Chị cảm ơn. Rồi. Đứng sân ngay chị sợ. Rồi nhìn nè, nhìn bác hai nè. Rồi nhìn bác hai nè. Nhìn bác hai bỏ tay sắp thứ 2 3 cười lên, 2 3 đứa nào không cười họ là phạt. 2 3 cười lên, 2 3 cười lên. 2 3 cười lên. Tắm đi nha. Trần má. 2 3 cười dễ thương nha. Trời ơi này mốc. Mốc lớn lên là thôi ăn. Hai ba tắm nữa nha, rồi 2 3 nữa tắm nữa nha, 2 3 2 3 rồi ok rồi 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 ăn bánh kem đẹp ơi, dễ thương ơi. Dạ cảm ơn bà cô chú. Dạ rồi qua ngoài nội ngoại ơi, bánh kem với cháu nè, nè có bánh kem nè, em không có ăn. Cắt đi con, cắt ra rồi chị. Rồi các bạn lại ăn bánh kem nè, mời mời cả nhà lại ăn bánh kem con. Đó cùng cắt bánh kem. Vô cận bánh kem đâu cho đâu coi. Không không, em phải cắt ở đây chứ. Tư vô cận, cậu Tư công ăn bánh kem mà coi. Cắt phụ mơ. Ừ. Y cái bánh. Hai tụi mình cắt cắt bánh rồi nát cái bánh. Ừ. Một đứa cắt thôi, một đứa cắt. Chà bông chị... khó cắt. Ừ. Rồi. Ok, đi chị cắt phụ. Rồi múc ra rồi bà ngoại chứ. Đây chị múc phụ. Con bảo bà ngoại đi. Con thì miếng rồi đi, thì miếng rồi đi, bột thì miếng lên thầy nữa. Cắt đi con. Cắt nè. Đó. Đúng. Ê khoan. Đúng rồi, vậy cắt vậy. Trời ơi. Kệ đi. Cắt không? Nè 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 nè. Rồi bóc 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 trứng muối vô trong bà nội. Cái lấy cái áo con ra kìa, cái áo. Ê. Rồi đưa cho bà nội nhiêu đó được coi. Nè. Có kem nữa. Rồi, mở bà nội. Mở bà ngoại. Kem cục trứng. Thôi, bơ không bóc. Nè. Con. Cắt đi. Ăn đi bà nội. Đây cắt. Đi cắt phụ gặp. Ăn miếng cho vui. Cắt phụ bơ rồi. Rồi, cả nhà mình lại ăn bánh kem nè. Ngượng miếng, kệ ăn miếng cho vui nè. Thật ra mình cắt kỹ với chị. Ừ, cảm ơn. Cảm ơn bà cô chú, chúc mình sinh nhật con à. Cảm ơn bà cô chú, chúc mình sinh nhật con. Lại ăn bánh kem mà hai. Sáng hôm nay. Rồi chào, còn hai cuốn cục coi. Giờ còn hai cuốn thầy mới. Sáng ngày mai chúng ta sẽ ăn bánh kem. Út Thơ ăn à, mở Út Thơ. Rồi. Dạ ăn mà. Ăn kem á. Ăn kem gì ra. Mời ướp. Mời. Sửa đi rồi. Cái này. Con cá phụ. Ăn bò. Cá phụ. Ăn em miếng. Sửa ngon á. Cho luôn ơi, coi sửa cắt cho luôn ơi. Cắt bánh này cho bánh. Thiếu cũng ăn hết. Chắc gọn rồi. Chắc gọn rồi sửa. Sao ngon thì cắt cho. Thôi đem cắt nha. Bánh này ngon dễ ăn không? Bánh này ngon. Được.
Cái xà bông này với mặn mặn vậy em. Con vẫn còn nhớ cái bánh 2 năm trước. Đang ăn đi. Ăn rồi ăn mặn luôn. Hơi cồng kềnh. Dạ thôi, lại chào tạm biệt ông bà cô chú luôn con ơi. Dạ, vô gia đình mình vô. Cảm ơn ông bà cô chú đã theo dõi video của Phương Dược con. Dạ, và cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã gửi lời chúc mừng sinh nhật của Bơ. Dạ, kính chúc tất cả bà con bác mình thật là nhiều sức khỏe. Sữa ơi, chào tạm biệt và xin hẹn lại. Cảm ơn nhiều ạ, bye bye. Em xin lỗi. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa.